Vâng, mời các bạn đến với trận thi đấu tiếp theo. Vâng, bình luận viên Tôm đã đến lúc tìm hốc để hồi tham rồi. Anh hơi buồn ngủ và tôi sẽ vào thay anh. Vâng, trận thi đấu thứ hai của C đấu thứ ba. Và đây là trận trận thi đấu này thì dường như bên phía Hà Nội có một Seng và một con gì đó tên cũng ngắn ngắn, hình như là Hit thì phải. Nói chung thì là khó, bởi vì thường là các tên ngắn là thường là các quân tuyển, ví dụ như Pơ này, Seng này, Hit này, toàn những con tên ngắn là tên tuyển thôi, hay là ngắn ngắn nữa kiểu như là IA chẳng hạn, đều là những con tuyển. Và Roman cũng tuyển, trừ có Grick thôi. Nói chung trong nhiều vấn đề thì người ta thường thích dài, thế nhưng mà trong cái vấn đề này thì người ta lại thích ngắn. Vâng, minh oan của Gunny. Ngày hôm nay thì Việt BM hơi lạnh, anh cóng cho nên anh không muốn lên truyền hình. Vâng, cho nên chúng ta chỉ có một mà duy nhất một màn hình của Min của Hưng Nhồn thôi. Và hôm nay anh lấy cái tên là Độc Cô Cầu Bại. Vâng, nhà là thế, nhà là hơi xấu. Vâng, đồ ăn các bạn có thể thấy phải đến hai nông dân đi dò hai hướng, một bầy hươu to dành cho Hưng Nhồn. Vừa nhồn gặp Boy bướng bỉnh trận thi đấu này. Cái bài như này thì khó đánh quá. Đây rồi, một bãi quả phụ. Các bạn này thấy hai nông dân đi dò nhưng hai nông dân không hề dẫm chân lên nhau. Cực kỳ tinh tế. Đây 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 đây. Như vậy một bài ăn ba bầy hươu của Gunny rồi. Còn bầy hươu này thì có 6 con. Bầy hươu đầu có 6 con mà không lùa về được nhưng có thể ăn được ở chiếc ép đầu. Điểm của Hưng Nhồn đang cao nhất bản đồ. Đây chính là điểm dò mà thôi. Vâng, bài ăn ba bầy hươu khá khó chịu. Vâng, đóng cái dãy hàng e này, một lát nữa đóng ruộng thì sẽ không được đẹp cho lắm. Nó sẽ không được đạt cái tiêu chuẩn là cách 1 e so với nhà chính, sẽ chỉ là nửa e thôi. Sau đó thì không biết phải e kiểu gì hết. Không có đồ lùa về cho nên không thể đánh ít dân được, và Nhồn quyết định đánh 23 5 dân rồi. Vâng, vẫn là 23 dân, tại sao phải đóng thêm e, hơi khó hiểu. Dường như bầy hươu kia nhường cho Việt rồi. Vâng, 23 dân nhưng phải đến 8 25 mình mới có thể kích đời. Hơi khó chịu với cái bài xấu như thế này. Thực sẽ là dồn lên đủ thôi. Và gỗ thì với những nông dân ăn sát như thế này. Vâng, Seng và Hit chuẩn rồi. Seng của Tuti và Hit là của Venlove. Nói chung là khó thôi. Không sao. Khó như vậy thì mới thể hiện khả năng vượt khó của các game thủ bên phía Thái Bình. Bầy hươu kia vẫn chưa thấy có người ăn. Có lẽ đấy sẽ là bầy hươu lấy lực chém của Hưng Nhồn trong trận thi đấu này. BL đóng tại đây.
Vâng, BM bỏ luôn chỗ này. Xin con giò trước và đóng BM. Vâng, ăn vàng ở đâu? Kia rồi, bãi vàng ở sát mép. Vâng, đóng vàng ở sát mép, bãi vàng này. Úi rồi, chưa kịp kéo dân về thì đã thấy sen của Tuti đầy giò ra. Nâng cấp tiếp cái công như vậy thì liệu anh có thực để sản quân không? Vâng, có lẽ tôn đầu thì cũng sẽ được một con lạc đà thôi. Vâng, chết toàn bộ đống nông dân này khi bánh xe còn chưa được kích. Khi tì của bên lớp thì cũng đã khung nhà xong. Vâng, đi sai rồi. Một trận mà sen của Tuti lên đời quá sớm. Sen hit và không thể nào làm gì được nữa, các anh đã quyết định đi sai.